Hello, chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại cái khóa học CSWA của SolidWorks. Mình là Sơn Nguyễn. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái lệnh cuối cùng các bạn có thể vẽ được bất kỳ các cái chi tiết cơ khí chế tạo máy nào. Sau cái bài hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái lệnh là revolve rồi lop rồi những cái lệnh nâng cao hơn. Sau khi kết thúc cái lệnh grip này thì các bạn có thể vẽ được hầu hết các cái khối cơ khí chế tạo máy. Các cái chi tiết máy thì nó rất là đơn giản, các cái bề mặt của nó chỉ là vuông thành sát cạnh mà thôi. Thì với cái grip này các bạn thấy đây, những gân tăng cứng này mình tạo này, thì thực chất cái gân tăng cứng này mình có thể tạo bằng cái lệnh extrude đúng không, mà tại sao mình lại phải dùng cái lệnh grip? Thứ nhất đó là cái lệnh grip thì mình có thể tối giản cái profile, tối giản cái sketch. Ví dụ các bạn thấy cái sketch này, mình chỉ cần vẽ đúng một cái đường line ở đây thôi thì nó sẽ tự động nhận biết cho mình là mình cần một cái gân tăng cứng. Và cái layout thứ hai đó là khi mình xuất bản vẽ thì trong cái cơ khí chế tạo máy, các bạn biết rồi đó, các bạn học các cái chuyên ngành, thì khi xuất bản vẽ thì mình sẽ không cắt hay là không xuất cái rib, cái gân tăng cứng. Ở trong số cuộc sẽ hỗ trợ cho mình, nó tự động nhận cho mình cái đối tượng nào mà mình vẽ bằng lệnh grip và mình dùng cái lệnh section thì số cuộc sẽ loại bỏ cho mình, mình sẽ không cắt cái vị trí ở đó. Đó thì là những cái lý do mình cần dùng cái lệnh grip. Thì ví dụ như bây giờ mình sẽ xóa cái này đi, mình sẽ tạo lại này cái sketch 5 này, rồi mình cũng xóa luôn cái sketch 5 này đi, mình tạo lại cho các bạn xem cái quá trình mình tạo. Thì đầu tiên mình sẽ tạo chọn một cái mặt phẳng mà cái mặt grip đi qua đã, grip plane này, và mình chọn vào mặt này, mình chọn new sketch. Lúc này rất là đơn giản, mình chỉ cần kẻ một đường line vào đây thôi, mình ấn Ctrl 8 để chiếu về này, tham chiếu đúng ở đây, hai điểm, vậy là xong rồi. Mình vào luôn lệnh grip vào feature, chọn lệnh grip vào đây. Hay ở đây nó có cái các cái loại offset lệnh grip này, các bạn nhìn thấy đây nó đang hai bên là mid plane giống như mình extrude đó. Rồi đây sang một bên này, đảo chiều sang một bên của một cái sketch này, sang bên trái và bên phải, thì mình chọn ở giữa bởi vì cái mặt phẳng mà mình tạo cái grip ở giữa. Rồi bây giờ mình chọn cái độ dày của cái grip, ví dụ ở đây là 0.2 chẳng hạn đó. Rồi chỗ dưới này, đây là cái loại grip, thì cái grip này lúc nãy mình tạo cái sketch này này, mình tạo cái sketch này trên cái mặt phẳng là grip plane, thì cái grip này này nó sẽ song song với cái mặt phẳng mà mình vẽ sketch, thì mình sẽ chọn vào cái option là parallel to sketch. Còn nếu mà một cái trường hợp khác là normal to sketch thì mình sẽ ví dụ cái ví dụ sau ha. Đây ví dụ này, nghĩa là mình sẽ tạo một cái gân tăng cứng song song với cái mặt phẳng mà mình vẽ sketch, thì mình sẽ chọn option này. Rồi các bạn nhìn thấy, để ý cái mũi tên này này, thì cái mũi tên này là cái chiều của cái gân của mình này, thì nó đang đi ra thì nó không đúng, mình phải đẩy cái gân ở bên trong cơ, mình đảo chiều flip material inside. Các bạn nhìn thấy cái chiều một radial nó đi vào trong, nghĩa là nó tạo cái vật liệu vào bên trong, thì nó gặp cái vật liệu của mình nó dừng lại, ấn ok này đó, thì nó sẽ đi vào trong và tạo cái lệnh grip của mình rất là nhanh chóng. Rồi khi các bạn muốn sửa thì các bạn cũng làm bình thường, nó click vào đây, ấn vào edit feature giống y như mình edit của một cái lệnh extrude. Rồi chỗ này mà select contour, thì với cái trường hợp mà mình có nhiều cái đối tượng sketch quá thì mình sẽ chọn cái đối tượng nào mà cho mình mong muốn, thì ở đây mình có một cái đối tượng sketch thôi thì nó sẽ tự động nhận được luôn. Cũng y hệt như ở trong cái phần là của extrude đấy, extrude thì mình có nhiều contour thì mình sẽ chọn những contour nào mà mình cần. Rồi tiếp theo phần này là phần wrap, thì giống y như extrude thôi, cái gân thì đôi khi mình cũng cần wrap một cái góc cho nó, ví dụ mình muốn wrap cái góc của nó là 2 độ chẳng hạn, mình cho cái chỗ này là dày lên 0.4 thì mình nhìn cái góc wrap nó dễ dàng hơn. Các bạn thấy cái gân của mình nó sẽ có một góc nghiêng, các bạn góc nghiêng ra ngoài đó. Đó là cái lệnh grip, là cái option thứ nhất là option parallel to sketch. Rồi tiếp theo là cái option thứ hai, đây với cái option thứ hai đó là cái grip của mình này nó sẽ vuông góc với cái mặt phẳng mình vẽ sketch. Đây ví dụ grip plane này, các bạn thấy bây giờ mình vẽ cái grip plane này và nó sẽ vuông góc với cái grip của mình, thì mình sẽ chọn vào cái option thứ hai. Ví dụ bây giờ mình delete cái grip này đi, cũng vẽ tương tự thôi, sketch này, cái grip plane này thì mình muốn offset một khoảng cách so với cái mặt trên này, thì mình cũng tạo mặt phẳng như cái bài học trước đó, mình tạo plane này, mình tạo vào mặt phẳng này, mình chọn offset, đảo chiều nó xuống, grip xuống. Bây giờ kích thước là bao nhiêu, mình mong muốn 0.2 chẳng hạn,
OK này. Thì lúc này mình sẽ chọn vào cái mặt phẳng mới mà mình vẽ. Chọn New. Rồi bây giờ mình chiếu về. Rồi vẽ cái đường line. Ví dụ mình vẽ lệch sang bên đây mà chẳng hạn. Đó. Rồi các bạn sẽ lấy tham chiếu cho nó cố định là thành màu đen. Mình sẽ lấy một kích thước. Đây. Chỗ này mình sẽ cho nó là 1.2 thôi. Rồi, bây giờ mình vào lệnh rip. Mình không muốn rip ở giữa đúng không? Mình vào feature này, chọn lệnh rip. Thì lúc này, các bạn nhìn thấy đây. Khi mà mình chọn vào cái option là parallel to sketch thì cái hướng của nó này, nó sẽ đi song song với cái mặt phẳng mà mình vẽ. À, nó không đúng. Không đúng cái ý đồ trong đầu của mình. Mình chọn là normal, đảo vào đây. Thì các bạn nhìn thấy cái mũi tên nó sẽ đẩy vào cái hướng của hướng vuông góc so với cái mặt phẳng mà mình vẽ sketch. Đó, rồi bây giờ mình chọn lại các cái thông số như là chiều dày thôi, 0.3 chẳng hạn. Rồi mình muốn xếp sang bên nào, một bên, hai bên. Rồi tiếp theo là mình chọn cái phần flip material bên sai. Mình thấy cái mũi tên chỉ đúng rồi, mình không cần chỉnh nữa. Rồi wrap, mình không muốn wrap. Rồi select contour, nó tự động nhận một contour rồi. Thì cái linear và natural thì tí nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn sau. Rồi OK này. Đó, thì cũng tạo ra một cái rip của mình rất là nhanh chóng ha. Đây, bây giờ ví dụ mình có một cái nắp nhựa này chẳng hạn. Và bây giờ mình muốn làm gân tăng cứng bên trong đây. Bây giờ mình sẽ tạo một cái mặt phẳng, offset từ cái mặt phẳng này, offset xuống, một plane. Mình đảo chiều xuống. Rồi, bây giờ mình sẽ nhập kích thước 10 chẳng hạn. Rồi OK. Rồi bây giờ mình chọn vào cái mặt phẳng này, chọn sketch, chiếu về. Thì với cái trường hợp này chắc chắn là mình sẽ chọn vào cái option là normal to sketch rồi. Rồi bây giờ mình chọn cái gân này, mình vẽ cái gân. Bây giờ mình sẽ không vẽ hết dạm vào cái thành nữa mà mình vẽ chỉ một phần thôi. À, thì cái lệnh này rất là thông minh, nó sẽ tự biết nó kéo dài cái sketch mình ra và đi đến cái thành. Mình vào feature này, chọn rip. Các bạn thấy nó sẽ tự động tạo ra cái rip cho mình này. Bây giờ mình cho cái nó là 8 thôi. Rồi. Ấn OK xem. Đó, thì nó sẽ tự động làm dày những cái sketch của mình lên và nó kéo dài cái rip của mình, offset đến các cái thành đối tượng của mình. Rồi vào phần rip edit lại. Rồi chỗ này mình chọn linear sao? Và natural, cái option này mình chưa hướng dẫn các bạn đúng không? Ấn vào OK. À, nó cũng không có gì thay đổi. À, thì cái option này các bạn cần phải lưu ý một chút ở đây. Ví dụ các bạn vào edit cái sketch này. Đối với những cái đối tượng mà thẳng hàng lên thẳng như này rồi thì mình sẽ không cần phải quan tâm đến cái linear hoặc lateral. Những cái đối tượng như thế này chẳng hạn, mình sẽ cần phải vẽ. Ví dụ như cái rib của mình nó có những đường cong như này. Đang đường cong tròn như này. Đó. Bây giờ mình vào thoát ra. Đây. Các bạn để ý thấy khi tạo thành cái rib này, nó sẽ kéo dài một đường từ cái điểm cuối đi thẳng ra đây. Thì đây là cái phần linear. Linear là nó sẽ lấy một cái đường line, nó kéo thẳng từ cái điểm cuối này cho giao cho đến cái đối tượng cuối cùng. Và natural nó sẽ giữ nguyên cái đường cung tròn và nó extend cái đường cung tròn này ra thành một đường cung tròn nối liền cho đến cho giao với cái đối tượng cái thịt của mình. Ấn OK này. Thì chỗ này nó sẽ thành một cung tròn đúng không? Các bạn thấy đây nó đang là cái điểm cuối ở đây thì nó sẽ kéo vòng một cung tròn chứ nó không đi đường thẳng nữa. Đó, đó là cái option linear và natural. Rồi OK. Thì hôm nay mình đã đi qua cho các bạn các cái option trong cái phần rip. Sau khi hoàn thành cái lệnh này thì các bạn đã có thể vẽ được các cái chi tiết cơ khí chế tạo máy gần như là đầy đủ rồi. Ngoài ra thì những cái chi tiết tròn xoay như chi tiết tiện thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn vào trong cái bài hôm sau. Rồi OK. Bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong cái bài học tiếp theo nha. Bye bye.